mời bạn đến gần nữa và nhìn kỹ bên trong, bạn có thấy gì không? Xin kể ra đừng ngại. Mình được mệnh danh là sát thủ của đại dương, các bạn có đoán ra mình là ai không? Đoán ra rồi thì cùng nhau vẽ lại mình nhé! Đầu tiên, chị vẽ một hình cong giống hình một ngọn núi. Thêm một nét cong vào phía dưới là miệng cá. Chị vẽ một nét cong nhỏ chỗ kết thúc. Sau đó, chị tiếp tục vẽ một đường phía dưới là miệng cá. Và chị vẽ những đường chéo nối tiếp nhau phía trong miệng, tạo ra bộ răng đang cười nham hiểm của chú cá mập. Phần trên miệng, chị vẽ một nét chéo, thêm một đường cong làm mắt cá. Chị vẽ thêm một đường cong trong mắt. Và chị cũng tô cho phần này màu đen luôn. Chị vẽ thêm hai nét gần chỗ mắt. Và một hình bầu dục nằm ngang làm mũi cá mập. Từ phía đầu miệng, chị vẽ một đường cong xuống. Và hình một chiếc vây chỗ giữa thân cá mập. Thêm một nét chéo. Và một chiếc vây nhỏ. Sau đó chị tiếp tục vẽ đường chéo lên đến gần chỗ đường cong ở thân trên. Và chị vẽ một chiếc đuôi cá mập đơn giản như thế này. Cạnh chiếc vây to ở giữa thân, chị vẽ thêm một chiếc vây nhỏ hơn. Và phía trên lưng cá mập, chị cũng vẽ một chiếc vây nữa. Từ chỗ mũi, chị vẽ một nét cong. Đi qua miệng. Và nối xuống vây dưới cá mập. Cuối cùng là một đường chéo từ vây dưới nối xuống gần đuôi. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Chị vẽ xong bức hình cá mập dễ thương rồi các em ơi. Trông chú ta vừa dễ thương lém lỉnh lại có phần hài hước nhỉ. Chúc các em có thật nhiều bức vẽ đẹp cùng Bum Bum nha. Xin chào tạm biệt các em. Bye bye.